Trời ơi. Ôi. Thôi lấy. Trời, cái con nhỏ này. Mẹ. Trời mà, trời ơi, người ta đem qua người ta biếu gì lấy thảo trong này thuốc bổ không á, tốt cho sức khỏe người lớn tuổi lắm á. Cứ mỗi lần như vậy mà con qua con tặng cái này cái nọ cái kia là gì thấy có điềm. Điềm gì đâu, người ta nhớ, người ta thương. Nó qua người ta thăm thiệt chứ bộ. Nè, nói thiệt đi, có chuyện gì? Thì chuyện là vậy. Thì dạo này con cũng đang cần một số vốn đó, để con sửa sang lại cái tiệm nail của con nè. Nhưng mà dì cũng không có tiền. Đó, con cũng thấy rồi, dì mới lo đám cưới cho con, có gì đó không thấy sao. Bây giờ tiền bạc ở đâu mà con qua đây con mượn, không có nữa đâu. Không. Trời ơi, dì nói vậy con buồn á. Vậy sao nữa? Con không có mượn. Gì? Càng không có xin luôn. Cái chuyện là vậy nè. Thì tại vì bây giờ con cần tiền nếu mà con sửa sang tiệm đúng không? Thì dì biết rồi, sửa sang tiệm thì tiền nó cũng đâu có phải là ít. Thì con có đi tới cái công ty tài chính kia để mà con vay tiền. Nhưng mà người ta nói với con á, muốn vay tiền thì cần phải có người thân bảo lãnh. Mà bây giờ con còn ai mà thân thiết đâu. Còn có mình gì, có mình gì là thương con à. Rồi đi, rồi sao? Đứng ra bảo lãnh cho con vay nào? Đúng rồi. Bây giờ dì chỉ cần dì đứng ra dì bảo lãnh cho con để mà con vay tiền con sửa tiệm là xong. Trời ơi, không có được đâu. Sao? Người ta người ấy là khó khăn rồi lãnh cái gì, không có được. Không, dễ ẹt à. Sao vậy? Nó dễ lắm. Ví dụ giờ vậy đi ha. À, dì cần tiền đi, cái dì muốn vay tiền. Mà cái công ty tài chính nó không chịu cho dì vay tiền. À. Con đi ra con nói không. Bà này dì ruột tôi, mẹ ruột tôi là người ta cho. Dễ vậy hả? Dễ lắm. Rồi lỡ mày trốn luôn sao? Trời ơi. Nghĩ sao mà nói được câu đó vậy trời. Con thương dì còn không hết nữa, làm sao mà có cái chuyện đó xảy ra được. Trong mơ cũng không có nữa. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Mình chào quý khán giả đang đón xem chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Thông qua tiểu phẩm, quý khán giả có thể thấy được câu chuyện người dì đang đứng ra để đảm bảo một cái khoản vay của người cháu của mình. Cho nên câu chuyện pháp lý của chúng ta ở đây đó là việc là bảo lãnh để đảm bảo cho một khoản vay của người khác. Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, điều 335 của Bộ Luật Dân sự quy định, người bảo lãnh sẽ thực hiện thay cái nghĩa vụ cho người được bảo lãnh. Tức là trong trường hợp mà người được bảo lãnh họ phải thực hiện một nghĩa vụ của mình nhưng họ không thực hiện hoặc là họ thực hiện không đúng thì người bảo lãnh sẽ đứng ra thay người được bảo lãnh để làm tất cả những cái nghĩa vụ của họ. Nghĩa vụ bảo lãnh ở đây nó sẽ bao gồm những cái khoản nào? Sẽ bao gồm những khoản lãi suất của nợ gốc, rồi kể cả tiền phạt chậm thanh toán hoặc là tiền phạt hoặc là tiền bồi thường thiệt hại phát sinh theo thực tế. Và ngoài ra là còn mức lãi trên số tiền chậm trả mà người đó phải thực hiện. Khi chúng ta thực hiện bảo lãnh cho bất kỳ một cá nhân hay một tổ chức nào khác thì người bảo lãnh phải ý thức cũng như là phải hiểu rõ được phạm vi mà chúng ta bảo lãnh cho người khác là gì. Như vậy chúng ta sẽ bảo lãnh toàn phần hay là bảo lãnh một phần, rồi chúng ta cũng phải cân nhắc được khả năng mà chúng ta có thể đáp ứng bảo lãnh cho cái người được bảo lãnh tới đâu. Có thể bảo lãnh bằng toàn bộ giá trị mà chúng ta có hay là chỉ là một phần mà thôi. Bởi trong bất kỳ một trường hợp pháp lý nào xảy ra đối với lại nghĩa vụ của bên được bảo lãnh thì khi mà họ vi phạm và họ không thực hiện nghĩa vụ đối với một bên thứ ba khác thì chúng ta phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý đó. Vì vậy, bên bảo lãnh phải thực sự cẩn trọng, ý thức cũng như là nhận thức rõ được phạm vi mà chúng ta bảo lãnh đến đâu. Về chủ đề này sẽ còn những vấn đề pháp lý mà chúng ta sẽ cần làm rõ. Mời quý khán giả sẽ đón xem ở kỳ phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.